Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Và ngày hôm nay tiếp tục lên sóng tới quý vị và các bạn một chiếc tab Pioneer CT500. Một chiếc tab giá trị bình dân, mà trong khi đó thì chất âm của nó ra khá ổn. Ngoài ra thì cái độ bền của nó thì anh em nào đã từng chơi băng thì đều biết CT500, 405, CT8, CT9. Đấy, đấy là những dòng mà nó cực kỳ bền với thời gian. Nó được thiết kế với cái khổ 42, chiều cao máy là 14/2 và chiều sâu là 33. Nó phối ghép với tất cả những dòng âm ly mặt trắng, ví dụ như đây là 8.900 hoặc 8.800 mắc đôi hoặc 7.800 mắc đôi đều ok hết. Con này nó hơn con 8.000 hơn con 405 tab 405 là ở cái là nó có một cái nút này. Input là nút tín hiệu đồng vào, còn output là to nhỏ của tín hiệu đường ra. Nên rất nhiều cái băng mà người ta muốn thâu chất lượng băng tốt thì người ta sẽ thường người ta sẽ không thâu to. Đấy, thâu nhỏ. Thì cái nút input này khi chúng ta sử dụng, đấy, khi bật thì chúng ta hơi nhích lên một chút thì là nó sẽ to lên. Con này được sử dụng hai cái đồng hồ vu rất đẹp, giống như kiểu của 7.800. Đồng hồ đo chuẩn chỉ luôn. Đây là tạm dừng này, tua này, tua đi và tua lại, ok. Còn chúng ta muốn mở băng thì chúng ta đây, nếu như mà dùng băng thì ấn như này. Ngoài ra chúng ta có một cái nút ấn, hoặc chúng ta có thể mở bằng cơm. Đấy, thì băng nó sẽ như vậy. Và chúng ta đưa băng này vào rồi đậy nó xuống rồi bật. Thật sự ra những cái đầu băng này nó dành cho những người lớn tuổi, chứ những người trẻ tuổi mà nghe cái kiểu nhạc ống eo như này thì nó hơi khó. Đấy, mặt phanh nhôm rất đẹp luôn. Em đã test thâu thu phát tốt. Còn đây là phần ruột gan bên trong của máy, xương vàng rất đẹp. Nguồn này, vàng. Đây là động cơ máy của nó này. Hàng này bên em về chỉ phải thay mỗi cái dây groa này thôi. Đây là bánh tì đà của nó. Số seri của con máy này là 458 đuôi cuối. Đèn rất đẹp luôn. Tín hiệu cổng ra là tín hiệu cổng ớt, còn tín hiệu cổng rec này, input này là tín hiệu cổng vào. Nhưng với yêu cầu là chúng ta phải gạt cái này sang bên chữ lever thì nó mới nhận tín hiệu cổng in. Còn nếu gạt sang bên này thì nó sẽ nhận tín hiệu cổng vào in ớt ở cái chỗ này nhé. Máy bao zin cho anh em toàn tập luôn. Đế rất đẹp. Đây, vàng ươm. Nói chung là những dòng đầu băng phổ thông ở cái dạng giá vừa phải thì sự lựa chọn chúng ta chỉ là thâu chơi, thâu bời thì được thôi. Chứ còn để mà thâu cho nó hay thì chúng ta phải mua những cái băng mà các bác cái thâu nước 1, nước 2 thì tiếng băng nó sẽ rất chất. Đấy. Còn bây giờ thì đây là cái nắp của nó này. Rất đẹp luôn nhá. Không xước sát gì cả. Còn bây giờ chúng ta cùng test thử cái tính năng hoạt động của nó này. Còn cái giá của chiếc đầu băng này thì xin phép được báo tới quý vị và bạn là giá là 3.200.000. 3.200.000 nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, bây giờ em bắt đầu mời anh em cùng em một đoạn test của cái đầu này. Rồi từng xuân đến bắt anh ra từ ôm thương, và xuân chiến tranh phút giao mùa con anh. Xuân nay anh không về, lòng tin mùa.
Vâng, rất cảm ơn quý vị các bạn anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Euro. Chân thành cảm ơn quý vị các bạn.